Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Cô xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với bộ sách Kết nối tri thức chủ đề 6, một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam. Bài 11, một số nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam. Mời các em bước vào câu hỏi mở đầu trang 93 sách giáo khoa lịch sử người kết nối tri thức. Từ hơn 2.000 năm trước, trên lãnh thổ Việt Nam đã từng bước hình thành 3 trung tâm văn minh gắn với 3 quốc gia cổ. Các hiện vật trong hình 1 là những tư liệu quý giúp các em tìm hiểu về các nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam một cách chân thực và sinh động. Em hãy cho biết những hiện vật đó gợi cho em liên tưởng đến những nền văn minh nào, những nền văn minh ấy có những thành tựu gì nổi bật. 1.1 là Trống Đồng Ngọc Lữ ở Hà Nam, 1.2 là Đài Thờ Trà Kiệu ở Quảng Nam, 1.3 là Bình Gốm Candy thuộc văn hóa Ốc Eo. Hình 1 này là một số hiện vật tiêu biểu của các nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam. Mời các em bước vào phần hướng dẫn trả lời. Những hiện vật trong hình 1 đó gợi cho em liên tưởng đến những nền văn minh Văn Lang Âu Lạc, văn minh Champa, văn minh Phù Nam. Các nền văn minh Văn Lang Âu Lạc, văn minh Champa và văn minh Phù Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, tổ chức bộ máy nhà nước, hoạt động kinh tế, đời sống vật chất và tinh thần. Mời các em bước vào phần 1, Văn minh Văn Lang Âu Lạc, câu hỏi trang 95. Em hãy cho biết nền văn minh Văn Lang Âu Lạc được hình thành và phát triển dựa trên những cơ sở nào? Mời các em bước vào phần hướng dẫn trả lời. Điều kiện tự nhiên. Văn minh Văn Lang Âu Lạc được hình thành trên lưu vực các dòng sông, sông Hồng, sông Mã, sông Cả. Đất đai màu mỡ, hệ thống sông ngòi dày đặc, khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa, thuận lợi phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nghề nông trồng lúa nước. Khoáng sản, có các mỏ đồng, sắt, thiếc, chì, thuận lợi cho nghề luyện kim phát triển sớm. Về cơ sở xã hội, văn minh Văn Lang Âu Lạc có nguồn gốc từ văn hóa Phùng Nguyên, có niên đại khoảng 4.000 năm trước, phát triển rực rỡ trong thời kỳ văn hóa Đông Sơn. Sự phát triển của công cụ lao động dẫn tới những thay đổi lớn, sự tan rã của xã hội nguyên thủy, văn hóa xã hội và sự ra đời của nhà nước. Cư dân Việt cổ sống thành từng làng xuất phát từ yêu cầu phát triển kinh tế nông nghiệp, yêu cầu bảo vệ cuộc sống chung của cộng đồng. Các làng đã liên kết với nhau, suy tôn thủ lĩnh chung. Dẫn đến đây là cơ sở hình thành nên nhà nước đầu tiên ở Việt Nam. Mời các em bước vào câu hỏi 1 trang 99, trình bày những thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Văn Lang Âu Lạc. Mời các em bước vào phần hướng dẫn trả lời. Sự ra đời của nhà nước Văn Lang. Thời gian tồn tại, thế kỷ thứ 7 trước công nguyên, năm 208 trước công nguyên. Kinh đô, Phong Châu, Việt Trì, Phú Thọ. Tổ chức nhà nước còn khá sơ khai, đứng đầu là Hùng Vương. Giúp việc cho Hùng Vương là Lạc Hầu, Lạc Tướng, đứng đầu triều Trạ là Bổ Chính. Nhà nước Âu Lạc, thời gian tồn tại 208 đến 179 trước công nguyên, kinh đô Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội. Tổ chức nhà nước cơ bản giống với thời Văn Lang. Hoạt động kinh tế, khai phá đất đai, mở rộng diện tích trồng lúa bằng nhiều hình thức canh tác phù hợp. Có bước tiến về công cụ kỹ thuật canh tác nông nghiệp, nghề chăn nuôi, đánh cá, thủ công cũng phát triển. Về đời sống vật chất thì bữa ăn lương thực chính là lúa, gạo. Thức ăn gồm các loại rau, củ quả và các sản phẩm của nghề đánh cá, săn bắt và chăn nuôi. Về trang phục, thường ngày phụ nữ mặc váy và áo yếm, đàn ông đóng khố, cởi trần, đi chân đất. Cư dân thích sử dụng đồ trang sức được làm từ sừng, ngà, động vật. Nhà ở chủ yếu cư trú trong các nhà sàn bằng gỗ, tre, nứa, lá. Phương tiện đi lại chủ yếu là thuyền, bè. Về đời sống tinh thần là tín ngưỡng, thờ cúng tổ tiên và những người có công với cộng đồng. Thờ các vị thần tự nhiên, tín ngưỡng phồn thực. Về nghệ thuật đạt đến trình độ thẩm mỹ khá cao. Về âm nhạc khá phát triển với sự xuất hiện của nhiều loại nhạc cụ và hình thức biểu diễn.
Mời các em bước vào câu hỏi 2 trang 99, khai thác tư liệu 1 trang 98, hãy cho biết ý nghĩa, giá trị của nền văn minh Văn Lang Âu Lạc trong lịch sử Việt Nam. Tư liệu 1, nền văn minh của người Việt cổ với biểu tượng trống đồng Đông Sơn thực chất là một nền văn minh nông nghiệp trồng lúa nước dựa trên nền tảng cộng đồng xóm làng và một cơ cấu chính trị nhà nước phôi thai, không những đã vượt tới một trình độ phát triển khá cao mà còn xác lập lối sống Việt Nam, truyền thống Việt Nam, đặt cơ sở vững chắc cho toàn bộ sự tồn tại và phát triển của quốc gia, dân tộc sau đó. Theo Phan Huy Lê, chủ biên Lịch sử Việt Nam, tập 1. Mời các em bước vào phần hướng dẫn trả lời. Từ phần ý nghĩa giá trị của nền văn minh Văn Lang Âu Lạc, định hình được những giá trị văn hóa nền tảng của người Việt là cơ sở để nhân dân Việt Nam đấu tranh bảo vệ và phát triển văn hóa ở những giai đoạn sau đó. Mời các em bước vào phần 2, văn minh Champa. Câu hỏi trang 100, em hãy cho biết nền văn minh Champa được hình thành trên những cơ sở nào? Ta đi vào phần hướng dẫn trả lời. Về điều kiện tự nhiên, văn minh Champa hình thành, tồn tại và phát triển trên địa bàn các tỉnh miền Trung và một phần cao nguyên Trường Sơn Việt Nam ngày nay. Thứ hai là sông Thu Bồn bồi đắp phù sa cho đồng bằng màu mỡ, dẫn đến thuận lợi cho cư dân định cư và canh tác nông nghiệp. Thứ ba là có đường bờ biển dài, dẫn đến thúc đẩy kinh tế biển sớm phát triển, tiếp nhận các luồng di cư và giao lưu văn hóa bên ngoài, tức là ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ. Về cơ sở xã hội, khoảng thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, cư dân văn hóa Sa Huỳnh cư trú ở vùng duyên hải, lưu vực sâu, lưu vực các con sông và sâu trong nội địa. Cơ cấu xã hội Sa Huỳnh là xã hội lãnh địa hay liên minh cụm làng, đứng đầu là thủ lĩnh tối cao. Ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ. Từ thời văn hóa Sa Huỳnh, cư dân Champa đã tiếp xúc với văn minh Ấn Độ thông qua tầng lớp thương nhân, chữ viết, tôn giáo, tư tưởng, mô hình tổ chức nhà nước đã được du nhập. Việc tiếp thu những thành tựu văn minh Ấn Độ đã góp phần đưa nền văn minh Champa phát triển rực rỡ. Mời các em bước vào câu hỏi trang 103, hãy nêu một số thành tựu tiêu biểu của văn minh Champa. Mời các em bước vào phần hướng dẫn trả lời. Sự ra đời của nhà nước đầu năm 192 với sự lãnh đạo của Khu Liên, nhân dân huyện Tượng Lâm, quận Nhật Nam đã nổi dậy lật đổ ách thống trị ngoại bang, lập ra nhà nước Lâm ấp, sau này gọi là Champa, kinh đô là Sinhapura, Trà Kiệu, Quảng Nam. Tổ chức nhà nước theo chế độ quân chủ chuyên chế, đứng đầu là vua, có quyền lực tối cao, theo chế độ cha truyền con nối. Dưới vua là hai vị quan đại thần, cấp địa phương chia thành các châu, huyện, làng và giao cho các vị quan quản lý. Về hoạt động kinh tế đa dạng, trồng lúa, chăn nuôi gia súc, làm nghề thủ công, buôn bán bằng đường biển, phát triển. Về chữ viết, trên cơ sở chữ Phạn của Ấn Độ, cư dân Champa đã sáng tạo chữ viết riêng của dân tộc mình. Chữ Cham cổ được coi là chữ viết cổ nhất ở Đông Nam Á. Hệ thống chữ viết của người Chăm đã dần được cải tiến và duy trì đến ngày nay. Về đời sống vật chất, trang phục gồm một mảnh vải, kama quấn quanh người từ phải sang trái và che ngang lưng đến chân. Mùa đông thêm khoác thêm áo dài. Dân chúng đều đi chân đất, chỉ có vua quan đi dép hoặc giày. Ở nhà trệt xây bằng gạch nung, tường có quét vôi bên ngoài. Thành phần chính trong bữa ăn là cơm, rau, cá, vân vân. Về đời sống tinh thần, tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội. Nhiều tín ngưỡng truyền thống, thờ sinh thực khí, thờ tổ tiên, vân vân. Tiếp thu tôn giáo khác như Phật giáo, Hindu giáo, Hồi giáo. Hệ thống lễ hội đặc sắc được đồng bào tổ chức hàng năm tại cụm di tích Thất Chăm. Về kiến trúc và điêu khắc, chịu ảnh hưởng từ nghệ thuật tạo hình của Ấn Độ. Các công trình tiêu biểu: Thánh địa Mỹ Sơn, Phật viện Đồng Dương, Quảng Nam, Tháp Mỹ Khánh ở Huế, vân vân. Mời các em đi vào phần 3, văn minh Phù Nam. Câu hỏi trang 104, hãy cho biết những cơ sở hình thành văn minh Phù Nam. Mời các em bước vào phần hướng dẫn trả lời. Điều kiện tự nhiên,
Thứ nhất, địa bàn chủ yếu của Vương quốc Phù Nam là khu vực Nam Bộ Việt Nam ngày nay thuộc hạ lưu sông Mekong. Thứ hai là được phù sa bồi đắp tạo thành đồng bằng màu mỡ, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Thứ ba là hệ thống kênh rạch chằng chịt, thuận tiện cho thuyền bè lưu thông. Về cơ sở xã hội, thứ nhất, văn minh Phù Nam có nguồn cội từ nền văn minh lâu đời ở khu vực Nam Bộ, văn hóa tiền Ốc Eo. Thứ hai là khoảng cuối thiên niên kỷ 1, sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp và trao đổi hàng hóa ngày càng phát triển, cấu trúc làng nông trài thương nghiệp hình thành, chuẩn bị cho sự ra đời của các đô thị sơ khai ở một số vùng đất thuộc Nam Bộ. Thứ ba là nơi giao thoa gặp gỡ của nhiều tộc người, cư dân bản địa, cư trú lâu đời, kết hợp với cư dân Nam đảo di cư đến, cùng nhau xây dựng phát triển và tạo nên tiền đề cho sự thành lập Vương quốc Phù Nam sau này. Về ảnh hưởng từ văn minh Ấn Độ, thì văn minh Ấn Độ được truyền bá đến Phù Nam thông qua hoạt động thương mại đường biển. Thứ hai là dấu ấn của văn minh Ấn Độ ở Phù Nam được thể hiện qua truyền thuyết về sự ra đời của Vương quốc Phù Nam và trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kiến trúc, tôn giáo. Mời các em bước vào câu hỏi 107, trình bày một số thành tựu tiêu biểu của văn minh Phù Nam. Ta đi vào phần hướng dẫn trả lời. Nhất là sự ra đời nhà nước. Đầu công nguyên, Vương quốc Phù Nam đã được thành lập trên cơ sở tập hợp nhiều tộc người, nhiều tiểu quốc. Thứ hai là tổ chức nhà nước Phù Nam còn đơn giản. Đứng đầu nhà nước là vua, có quyền lực cao nhất, cai trị bằng cả vương quyền và thân quyền. Thứ hai, giúp việc cho vua là các quan lại trong hệ thống chính quyền với nhiều cấp bậc. Thứ ba là từ thế kỷ thứ ba đến thế kỷ thứ năm, tổ chức nhà nước ngày càng được hoàn thiện, Phù Nam vươn lên trở thành vương quốc hùng mạnh, có tầm ảnh hưởng rộng ra nhiều vùng đất khu vực Đông Nam Á. Về hoạt động kinh tế, Phù Nam là một trong những trung tâm buôn bán thương mại quan trọng bậc nhất lúc bấy giờ ở khu vực Đông Nam Á. Một số nghề thủ công và nông nghiệp ở Phù Nam khá phát triển. Về đời sống vật chất, ở nhà sàn rộng làm bằng gỗ, lợp mái lá, phù hợp với môi trường sâu nước và khí hậu của vùng Nam Bộ. Phương tiện đi lại chủ yếu là thuyền, lương thực thực phẩm chính của người Phù Nam là lúa, gạo, các loại thịt và thủy hải sản. Về trang phục, đàn ông đóng khố ở trần, phụ nữ mặc váy và đeo một trang sức. Về đời sống tinh thần, tín ngưỡng tôn giáo, có tín ngưỡng đa thần, tiêu biểu là thần mặt trời. Về phong tục tập quán, thì có tục chôn cất người chết bằng nhiều hình thức. Thứ hai là khi gia đình có tang, người thân phải cạo đầu, cạo râu và mặc đồ trắng. Mời các em bước vào câu hỏi 2, trang 107. Hãy giới thiệu về một thành tựu mà em ấn tượng nhất. Mời các em đi vào phần hướng dẫn trả lời. Giới thiệu về thần tượng Vinu Bình Hòa. Hơn ngàn năm trầm mình dưới đáy sông Đồng Nai đến năm 1976, một chân đế bằng đá có dính hai bàn chân trần của một pho tượng thần đã được công nhân xí nghiệp khai thác cát hóa an đưa lên từ đáy sông lẫn trong cát vàng. Đến tháng 2 năm 1977, cũng tại địa điểm ấy giữa lòng sông Đồng Nai sâu hơn 20 mét, họ lại múc tiếp được phần thân tượng, sau đó đem về gắn kết thì thấy khớp là sát sao với phần chân đế. Tháng 4 năm 1977, thượng Vishnu được chuyển giao cho Bảo tàng Đồng Nai để bảo quản trưng bày. Tượng Vishnu Bình Hòa có niên đại thế kỷ 6 đến 7, được tạc bằng pha thạch, có kết cấu hạt mịn cứng màu xám đen, tượng cao 167 cm, nặng 220 kg. Tượng thần Vishnu Bình Hòa được tạc trong tư thế đứng chính diện, khá cao như kích thước người thật, thể hình thanh thoát, hơi lệch hông về bên phải, đầu đội mũ hình trụ thẳng, dưới vành mũ trước trán để lộ những lọn tóc. Tượng thần Vishnu có khuôn mặt bầu, trán cao vừa phải, miệng rộng, hơi mỉm cười tự nhiên, cổ tròn bạnh, ngắn, vai hơi xuôi, bả vai hơi vuông tròn, ngực nở, bụng lép, lưng eo, rốn sâu, dưới thân quấn sampot dài đến gần đầu gối, vắt từ phải sang trái, mép dưới kéo lên bụng, chân tượng thần thẳng, hơi dạng ra và được gắn lại với hai bàn chân vốn được tạc liền với một bệ tượng hình chữ nhật. Theo Bảo tàng Đồng Nai, pho tượng có bốn tay,
Các tay đã bị gãy đến phần cùi chỏ, chân gãy mất một đoạn từ ống quyển đến mắt cá chân trái, hai chân tượng bị gãy rời ra khỏi bàn chân. Tượng thần Vishnu Bình Hòa là hiện vật gốc mang tính độc bản, độc đáo, có nhiều giá trị về lịch sử văn hóa, nghệ thuật và khoa học. Năm 2021, pho tượng này được công nhận là bảo vật quốc gia của Việt Nam. Đây là hình ảnh của tượng Vishnu. Mời các em bước vào phần luyện tập và vận dụng trang 107. Luyện tập 1 trang 107. Lập bảng thống kê hoặc vẽ sơ đồ tư duy về cơ sở hình thành của các nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam. Em hãy cho biết những điểm giống nhau và khác nhau về điều kiện hình thành của các nền văn minh ấy. Ta đi vào phần hướng dẫn trả lời. A. Cơ sở hình thành của các nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam. Có các cột như sau về cơ sở hình thành. Văn minh thì có văn lang Âu Lạc, văn minh Champa và văn minh Phù Nam. Ta đi vào điều kiện tự nhiên thì có văn minh văn lang Âu Lạc, địa bàn là lưu vực các dòng sông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Hai là đất đai màu mỡ, sông ngòi dày đặc. Ba là nhiều khoáng sản. Về văn minh Champa thì có địa bàn là các tỉnh miền Trung và một phần cao nguyên Trường Sơn. Đất đai màu mỡ, sông ngòi dày đặc, đường bờ biển dài. Về văn minh Phù Nam thì địa bàn là khu vực Nam Bộ Việt Nam. Đất đai màu mỡ, sông ngòi dày đặc, đường bờ biển dài. Về cơ sở xã hội thì nhất là cội nguồn từ văn hóa vùng nguyên phát triển rực rỡ trong thời kỳ văn hóa Đông Sơn, cư dân Việt cổ sống thành từng làng. Còn văn minh Champa thì cội nguồn từ văn hóa sao hình, cơ cấu xã hội dạng lãnh địa hay liên minh cụm làng. Có thể có một số nhóm người khác cùng với cư dân bản địa xây dựng nền văn minh. Còn văn minh Phù Nam thì cội nguồn từ nền văn hóa tiền ốc eo, cơ cấu xã hội dạng trúc làng nông trài thương nghiệp, cư dân bản địa kết hợp với cư dân Nam đảo cùng xây dựng và nền văn minh. Ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ thì đối với văn minh văn lang Âu Lạc thì không có gì, nhưng đối với văn minh Champa và văn minh Phù Nam thì sớm tiếp xúc với văn minh Ấn Độ. Dấu ấn của văn minh Ấn Độ được thể hiện trên nhiều lĩnh vực tôn giáo và kiến trúc. B là so sánh điểm giống và khác nhau về cơ sở hình thành của các nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam. Giống nhau đều có những điều kiện thuận lợi về địa hình, sông ngòi, khí hậu, đất đai thuận lợi cho cư dân định cư và canh tác nông nghiệp. Thứ hai là nông nghiệp trồng lúa nước là ngành kinh tế chủ yếu, kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp với thủ công nghiệp và thương nghiệp. Thứ ba là làng là tổ chức xã hội phổ biến. Mời các em so sánh sự khác nhau. Ở đây ta chia thành các cột. Cột thứ nhất về nội dung, cột thứ hai là văn minh văn lang Âu Lạc, cột thứ ba là văn minh Champa và thứ tư là văn minh Phù Nam. Ta đi vào địa bàn hình thành thì văn minh văn lang Âu Lạc là khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, văn minh Champa là khu vực Nam Trung Bộ và một phần cao nguyên Trường Sơn, còn văn minh Phù Nam là khu vực Nam Bộ. Về đời sống kinh tế, văn minh văn lang Âu Lạc là thương mại đường biển kém phát triển hơn so với Champa và Phù Nam. Còn về văn minh Champa thì hoạt động đánh bắt thủy hải sản, khai thác lâm sản và thương mại đường biển phát triển. Về văn minh Phù Nam thì thương mại đường biển rất phát triển, cảng Ốc Eo là trung tâm thương mại sầm uất nhất của Đông Nam Á. Về cơ sở xã hội thì văn minh văn lang Âu Lạc, người Việt cổ đóng vai trò chủ yếu trong quá trình xây dựng nền văn minh. Văn minh Champa, người sao hình đóng vai trò chủ yếu trong quá trình xây dựng nền văn minh. Còn văn minh Phù Nam là người bản địa và người Nam đảo di cư đến cùng xây dựng và phát triển văn minh. Về cơ sở văn hóa, văn minh văn lang Âu Lạc ít chịu ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ, còn của Champa và của Phù Nam là sớm có sự tiếp xúc và chịu ảnh hưởng sâu sắc từ văn minh Ấn Độ. Ta đi vào phần luyện tập 2 trang 107,
Hãy thống kê một số thành tựu tiêu biểu của các nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam theo gợi ý sau. Cột thứ nhất là thành tựu trên các lĩnh vực. Thành tựu thì có sự ra đời của nhà nước và các tổ chức xã hội, hoạt động kinh tế, đời sống vật chất, đời sống tinh thần. Cột thứ hai là có văn minh Văn Lang Âu Lạc, văn minh. Cột thứ ba là văn minh Champa và cột thứ tư là văn minh Phù Nam. Ta đi vào phần hướng dẫn trả lời về thành tựu trên các lĩnh vực. Thứ nhất là sự ra đời của nhà nước và tổ chức xã hội. Về văn minh Văn Lang Âu Lạc thì nhà nước Văn Lang thế kỷ thứ 6 đến 208 trước công nguyên, nhà nước Âu Lạc là 208 đến 179 trước công nguyên. Tổ chức nhà nước còn đơn giản sơ khai. Còn văn minh Champa là năm 192, nhà nước Lâm ấp ra đời thế kỷ thứ 7 đổi tên là Champa, tổ chức nhà nước theo chế độ quân chủ tập quyền. Còn văn minh Phù Nam thì ra đời vào thế kỷ thứ 1, phát triển mạnh mẽ trong thế kỷ thứ 3 và thứ 5. Thứ 3 đến thứ 5, tổ chức nhà nước theo chế độ quân chủ tập quyền. Về hoạt động kinh tế thì ba nền văn minh đều hoạt động chính là nông nghiệp trồng lúa nước, kết hợp nông nghiệp với thủ công nghiệp và thương nghiệp. Còn văn minh Văn Lang Âu Lạc thì thương mại đường biển kém phát triển, văn minh Champa thì khai thác lâm sản và buôn bán đường biển phát triển, văn minh Phù Nam cũng phát triển mạnh về buôn bán qua đường biển. Về đời sống vật chất thì cả ba nền văn minh lương thực chính là lúa gạo, trang phục thì giản dị. Còn văn minh Văn Lang Âu Lạc, phương tiện đi lại chủ yếu là thuyền bè ở nhà sàn. Còn văn minh Champa xây nhà trệt bằng gạch nung. Còn của văn minh Phù Nam thì phương tiện đi lại chủ yếu là thuyền bè ở thì nhà sàn. Về đời sống tinh thần thì văn minh Văn Lang Âu Lạc tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, sùng bái tự nhiên. Về âm nhạc nghệ thuật thì khá phát triển. Văn minh Champa thì tổ chức nhiều lễ hội gắn với các nghi lễ truyền thống, tiếp thu các tôn giáo và phong cách kiến trúc của Ấn Độ. Còn văn minh Phù Nam thì tiếp thu các tôn giáo của Ấn Độ, nghệ thuật kim hoàn phát triển cao, có tục hỏa táng, thủy táng, điều táng. Ta đi vào phần vận dụng 100-107. Em hãy giải thích tại sao phiên bản của trống đồng Ngọc Lũ được Việt Nam lựa chọn làm quà tặng Liên Hợp Quốc nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập tổ chức này. Mời các em bước vào phần hướng dẫn trả lời. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc, Việt Nam lựa chọn phiên bản trống đồng Ngọc Lũ làm quà tặng bởi vì: thứ nhất là trống đồng Ngọc Lũ là một trong những hiện vật đặc sắc tiêu biểu cho nền văn hóa Đông Sơn, nền văn hóa bản địa lâu đời của người Việt cổ. Thứ hai là trống đồng Ngọc Lũ là hiện vật vô cùng quý hiếm, có giá trị trên nhiều phương diện phản ánh về lịch sử văn hóa Việt Nam, thể hiện đỉnh cao rực rỡ của kỹ thuật đúc đồng trong nền văn hóa Đông Sơn, hội tụ đầy đủ những tri thức và quan niệm nhân sinh sâu sắc cũng như tài năng nghệ thuật và tâm hồn của người Việt cổ, đã trở thành biểu tượng của văn hóa Việt Nam. Thứ ba là tặng Liên Hợp Quốc phiên bản trống đồng Ngọc Lũ cũng đồng thời là sự quảng bá, giới thiệu tới bạn bè quốc tế về lịch sử và văn hóa của dân tộc Việt Nam. Bài làm này chỉ mang tính tham khảo, các em có thể trình bày quan điểm cá nhân của mình. Mời các em bước vào phần vận dụng 2-107. Hãy sưu tầm một số hình ảnh cho thấy sức sống trường tồn của những giá trị các nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam. Ta đi vào phần hướng dẫn trả lời. Hình ảnh 1, khu di tích Cổ Loa ở Đông Anh, Hà Nội. Hình ảnh 2 là tháp Bánh Ít ở Bình Định. Và hình ảnh 3 là tượng thần Vishnu Bình Hòa ở Đồng Nai. Như vậy, cô vừa kết thúc bài 11, một số nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam. Tạm biệt, hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.